Này thầy xã thầy hương quản ơi, cơm canh đã dọn lên rồi. A ly hò lù, rượu kia rót sẵn ta thời nâng ly. A ly hò lù, có nem có chả này, có vịt có gà, cá rô cá chém này, cá lóc cá trà, có bùa sầu dâm chứ có thịt giả cây. Bữa này mình chém cho tụi mình uống nọ say, chú hai tốt bụng bụng còn chim hai cũng hết lầm. Mấy tài cấp thiện nghệ uống rượu đầu nành, chứ như chúng mình thì rượu đêm mới ngon. Rót là bọt nổi chứ nổi lên dùng chung, nếu như lại có chứ bịp bịp bỏ ngâm chung. Uống vô mà hết ra bình mà hầu dùng ngay tức thì. Ủa đứa nào nó lấp ló ngoài cổng kìa chú hai? À thằng ba chứ ai. À nữa, nó tới nữa rồi. Mình ơi, ra biểu thằng đó nó về đi, chỗ người ta đang ăn uống đừng có vô đây quấy rầy. Tôi mà thấy cái mặt nó nghe, tôi ăn không ngon anh tả. Chứ sao? Nè tôi không hiểu sao bắt gái xanh chú ra mặt mày sáng sủa phương phi không? Còn thằng ba uy nó buồn hiu như là gà chết vậy anh xã ha. Bởi vậy cho nên nó mới cất đầu hổng lên. Thì... còn anh thấy chú hai đây không? Sao? Cái tướng phát cao hoàng nên mũi bự như mũi lân, cặp mắt tròn do và nó sáng hơn đèn. Hai lỗ tai của chú dảnh lên như là tai gấu. Da của chú thì móc móc như là da trắng. Tướng của chú này đúng là tướng giàu sang. Thì cũng nhờ có quý ông tướng. Nếu có việc thì xin che chở chúng tôi. Trời ơi, chỗ anh em ai bỏ chú bao giờ? Thằng nào mà động đến chú hai thì phải bước qua sát chết của tôi. Dạ đúng vậy. Dạ mời thầy xã và thầy hướng quản nhậu thêm. Không có chen. Nhậu. Không biết cái vụ khó xả của tôi có gì trở ngại không mấy thầy ha? Ôi, có gì đâu mà trở ngại. Không có gì trở ngại. Tụi nó mà biết có hai đứa tôi vận động cho chú nha, thì thằng nào gan trời cũng không có dám nhào vô tranh giành. Có đều chỗ anh em tôi tình thiệt nói với chú là muốn làm làng đừng có sợ tốn tiền. Chút ra bạc ngàn mình lấy lại bạc muôn. Nồi cây đi ăn dỗ thì mình tính ra cũng có lời. Tôi biết tánh chú đâu có kè re cắt rắc. Phải chỗ mới xài đâu có xài bậy mà lo. Tiền chú bây giờ cũng như của trời cho, đem xài với bạn còn quý hơn là đem cúng chùa. Chú ba đó hả chú ba? Dạ em đây chị hai. Sao mà chú không vô nhà uống nước? Dạ cảm ơn chị hai. Anh hai đang có tiệc tùng với mấy ông hương chức gì đó. Em vào sợ làm bận rộn anh hai. Em đến thăm giây lát cũng đủ rồi. Xin phép chị em về kẻo tối. Khoan chú ba, chú nán lại giây lát để tôi tìm cách giúp đỡ cho chú. Chú ba nói phải, chú đừng vào đó làm gì. Anh hai của chú đâu có phải như người ta biết giúp đỡ anh em ruột thịt. Tối ngày cứ tiệc tùng nhậu nhẹt lo say sưa chè chén với mấy ông làng. Như vậy mà cứ tưởng rằng sang em mình tới lại làm lơ xua đuổi. Sống trong bạc tiền nhung gấm để mình em rất sướng lang thang, một hàng máu trắng làm hại như cây sinh được tuổi thanh. Sao anh không biết thương em sống cô đơn là bởi số, dù còn anh vẫn sống bơ vơ.
dù bữa đói ngày no, miễn giữ cho tròn hiếu hào. Em nào cần cách gì anh, em nào hờn trách chi anh. Chú ba ơi, câu ruột bỏ ra da bỏ vào, anh của chú không hề biết tới, chỉ biết nhìn lên cao không ngó lại em mình. Chén rượu liên quan là suối lệ thâm tình, nước mắt đưa em chảy dài bên dẫu chút, trong khi anh vẫn vô tình hỉ hả cười vui. Chú đừng vào trong làm chi, sẽ chứng kiến những điều trái tai gai mắt, mà không chừng còn đoán lấy những lời khinh miệt. Tình cốt nhúc bây giờ đã hết, chú hãy về đi đừng quan trách tí giận hờn. Đây, chú bưng mớ gạo này về ăn đi, cẩn thận đừng có cho anh hai chú ngó thấy nha không. Chị hai à, ốc lẩu cánh tao liên giả dụ thuyền tì hữu ngộ đã đầu không, thân em như nhà xác sơ còn bị mưa đêm, thuyền chở nặng lại gặp nhầm gió ngược, nơi xóm nhỏ ngại ngùng khi cất bước ôi chán ngán rồi tình nghĩa để quên. Gục đầu cúi mặt quay lưng, không buồn không giận sau lưng đứng giọt sầu. Một ngày nào đó chắc không xa lắm, chỉ tin rằng anh sẽ biết ăn năn. Lệ rơi nhỏ giọt trên thềm, máu chảy ruột mềm sao anh chẳng thương em. Mình sao không vô trong tiếp tay với bầy trẻ đứng lố làm gà làm vịt đứng đãi mấy ổng, nói chuyện với ai ngoài này vậy? Ủa thằng ba, sao mày chưa về hả mày? Dạ thưa anh hai. Thôi mày, không có anh em gì hết mày, anh em của tao toàn là những người chức việc hạng tay to mặt lớn hết trong làng, chứ ai mà lại anh em với một tên rách rưới lang thang như mày. Nè, đừng có đến đây làm xấu ông phó xã tương lai chứ mày. Mình thiệt à, mình nói sao không biết nghĩ, em của mình đói mình không giúp đỡ, mình lo mình đãi đặng đám bạn bè bất lương á. Người có tiền mình vẫn phải cưu mang, còn kẻ nghèo đói mình lại cho rã ruột. Tôi thì vậy đó, tiền tôi bỏ ra để mua quyền mua tước, chứ ai đem cho thằng ba thì kể như tiêu tùng. Cây nào sởn sơ thì tôi tưới nước bón phân cho nó trổ trái đơm bông, còn cây nào mà eo uột á, tôi bỏ chết khô rồi chặt vô mà làm củi. Anh hai ơi, tay cắt tay bao nở ruột cắt ruột sao đành. Trời đất sanh ra mỗi kẻ một căn phần, anh có phước nên dư ăn dư để, em vô phần nên thiếu trước một sau. Tuy quần áo tồi tàn rách cổ sờn dây, nhưng lòng em vẫn giữ nguyên vẹn câu tình huynh đệ thủ túc. Vì nhớ anh nên đến đây thăm giây lát, chứ không phải qua đây để tìm anh xin gạo xin tiền. Thôi em xin chào anh chị em về. Chú ba. Thôi thì để nó về cho rảnh đi, kêu lại làm chi vậy? Mình thiệt à, mình ơi sao mình đành nhẫn tâm xử tệ với em, không nghĩ chú là ruột rà máu mù, có
câu một giọt máu đào hơn ao nước lạ. Tại sao mình xem em ruột của mình như kẻ lạ người dân? Sách có chữ mạt tiếu tha nhân bần, luân hồi sử nhân đau. Mình ơi tiền dưới bạc như một dòng thác lũ, không có ai làm mì chú trọn đời. Biết bao người có bạc vàng tiền muôn, mà bừng mắt dậy phải đi xin từng bát gạo. Đến khi đã trắng tay rồi, thử hỏi những người vua bợ có còn chăng? Thôi đừng nói nữa, nhàm tay lắm. Vô trong lo tiếp đại khách khứa của tôi đi. Đó, mấy ổng về hết rồi thấy không? Cứ lo nói chuyện rồi mấy ổng giận rồi đó. Thiệt. Thôi mấy đứa tụi tôi về nha chú hai, thêm hai. Tiểu à. Ủa, tiệc chưa xong sao không mấy chú về sớm quá vậy? Thôi về chứ hả, chi ra. Vì nãy giờ mắc nói chuyện với mấy thằng mắc tôi đó cho nên. Mình ơi, thâu kiếm coi xuống bếp đem thức ăn lên mau đi. Thôi cho phép tụi tôi kiếm. Tụi kiếm nhớ đi. Lại cái chuyện má bài trẻ nó dặn ngồi ăn đâu có yên. Chuyện gì vậy thầy sao? Chuyện này mà không có xong á nghe, chắc tôi trốn qua chú hai. Chuyện gì dữ vậy? Thì thầy cứ nói ra coi tôi có thể giúp thầy được không? Thôi chú giúp không có nổi đâu, cho nó khó lắm. Ấy, thì thầy cứ nói ra thử coi. Tôi nói à, cái chuyện này nói ra thì kỳ lắm chú hai. Vợ tôi nó biểu qua đây chú cho vài tạm chừng vài chục lượng. Nhưng mà cái chỗ anh em đã ăn đã nhậu với nhau rồi còn mượn tiền tôi có thấy nó làm sao á. Tưởng gì chứ còn việc đó thì tôi rất sẵn sàng. Mình hãy vào trong mớ tôi. Thôi lấy tiền cho thầy tả mau đi. Mà phan đã thêm hai, sẵn đó thêm lấy nghe cho tôi mượn luôn. Ít ra chồng ta mua đồ cúng sao. Vợ tôi coi bộ nó đào. Anh em tôi xin thầy cứ tự nhiên. Dạ tôi thì nói lại bạn bè với nhau. Thầy tốt quá. Tiền nông đâu có là bao. Dạ. Thiệt là tôi ít mấy ai, tử tế như thể chú hai chơi chi cũng điệu nói vừa dứt câu. Điệu quá. Tiền bạc chú đưa cả chầu. Vậy thằng này à, chú hai đi với tụi tôi kéo ra quán nhậu bán cái này à tôi bao. Nghe ta đến đó cho mà. Đi liền đi nhậu liền. Đây. Khi đã là người mê muội thì lời khuyên can đâu có lọt vào tai. Làm sao cho chồng ta thấm thía sự đời để biết rõ nhân tình thế thái. Được rồi, sẵn có con chó già sắp chết nằm sau bếp một mình, muốn cho chồng cải hối ăn năn phải lập tức thi hành diệu kế. Nhà có việc gì mà tôi đang ăn nhậu với mấy ổng? Mình cho bầy trẻ nó kêu về gấp quá vậy mình? Khổ rồi mình ơi. Hồi sáng ông già ăn mài ông tới xin tiền, mình không cho mình còn đánh đập người ta nữa. Tôi có tật vậy đó. Ai mà xin tiền là tôi đánh nè. Rồi sao? Bây giờ ông chết rồi. Trời, tôi lên gối có mấy cái mà ông chết sao? Chứ người ta già cả mà mình lên gối thì sống gì nổi. Chắc là ông dập lá lách rồi. Bây giờ ông đó đâu? Tôi kéo xác ông ra sau nhà bếp, lấy mền lấy chiếu bó lại rồi để ông trong buồng kìa. Mình ơi, mình phải tính sao chứ để hàng xóm họ biết được ở tù á mình. Trời ơi, khổ biết chừng nào. Ít mà không sao, bạn bè của tôi thiếu gì, người chức việc không à, không lẽ họ bỏ tôi sao? Phải rồi. Mật lớn với tay tôi, ông này với ông kia, biết họ có thương mình, có thực tâm giúp mình không nào. Mình chớ quá tin ngay, quân già dối theo đuôi, lưỡi công khéo đưa lời, toàn câu chuyện ăn chơi. Chẳng lẽ bấy lâu nay thân mật lúc vui chơi, mâm rượu với tiệc trà, cùng anh chén tạp chén thù.
tươi rộng rãi xưa nay. Lẽ đâu đến lúc này mình lâm nạn hay đành cho rơi. Anh hai, trời trời ơi, mày đi đâu mà mày làm tao muốn hết hồn với mày. Anh hai à, nhà có chuyện gì buồn mà em thấy anh chị hình như có vẻ lo âu quá vậy? Ba ơi, mày làm ơn giúp tao việc này chút nghe ba. Việc gì anh hai? Má mày nói cho chú ba nó biết đi, tôi nói hết nổi rồi. Chị hai, việc gì vậy chị hai? Chú ba, hồi sáng sớm hôm nay có một lão ăn mày, ông đứng trước cửa tính tiền. Anh hai, chú anh đánh có mấy thôi mà tự nhiên dạo bỏ mạng. Trời ơi, người ta là ăn mày sao anh đánh vậy anh hai? Mày có giúp tao thì đừng nói gì hết rồi, không phải tới đây để làm thầy đòi nha mày. Rồi bây giờ xác ổng anh chị giấu ở nơi đâu? Chú biết không, tôi sợ lối xóm chung quanh hay được cho nên kéo xác ổng ra sao á, tôi lấy chiếu mền bó lại. Vậy à? Vậy bây giờ trời cũng vừa sụp tối, mình khiêng ổng ra sau vườn đào lỗ mà chôn. Ba ơi, mày nghe tao dặn câu này là xong việc rồi, mày đừng nói lại với ai. Anh hai chớ lo, em đâu có dạy khờ gì, vậy nhờ chú ba cảm chuyện giúp đỡ một tay. Bây giờ mình một đầu, chú ba ăn đầu, khiêng ông đi à. Tôi lo vác thì vác cuốc theo sau, mau mau đi. Được rồi, được rồi. Khiêng thì khiêng, trời ơi, quạng quạ ở đâu kỳ cục vậy không biết. Ông già gì mới lên có một cái là ông chết ngắt. Ê, ê, đó vậy anh à? Hùng Quảng có thấy hay không à? Nó giết người rồi lại đem chôn ở sau bụi chuối đó, anh thấy không? Cái thằng này quá tay rồi mà. Vậy là hồi nào tới giờ nó giàu là nhờ nó ăn cướp sát nhân không đó anh xã? Tụi mình phải chi hô lên chứ sao, kẻo nó phi tan. Phải rồi, phải rồi. Ê, ê, vợ chồng thằng kia, vợ chồng kia giết người rồi tính phi tan phải không? Phải không? Vợ chồng à, chết tôi rồi. Và nói nhỏ nhỏ vậy không ta. Không có nói nhỏ gì đó. Anh em với anh không thương tôi sao? À, ai anh em với mày mày? Tụi tao là làng xóm mà, không có anh em với mấy cái thằng sát nhân, hiểu chưa? Anh xã à, hả? Lấy giấy viết ra làm di bàn tại đây đi ha. Phải rồi. Đang tôi bắt vợ chồng thằng này giải đi liền. Phải rồi. Lại thì xã chứ thiệu quản không mà. Không có lại gì hết rồi. Hồi nào tới giờ vợ chồng tôi lúc nào cũng tử tế với quý ông. Tử tế hồi nào? Nào tiệc tùng. Rồi sao? Nào ăn nhậu nè. Sao? Nào gà, nào vịt nè. Thôi. Không có nhắc cái vụ gà vịt ở chỗ này biết chưa? Ha. Nè, dảo lỡ tay mà nghe tao đọc di bằng đây nè, nghe không? Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2, đúng giờ tí canh ba. Tôi là Nguyễn Văn Ký, vợ là Lý Thị Kèo. Có nhận giữa làng xóm rằng giết người rồi đem chôn ở sau bụi chuối tiêu. Ký tên đi mày. Mấy ông nỡ nào làm ra người mắt la, không nghĩ chỗ thâm tình. Nè, tao là hương chức đâu có chơi bời với dân. Quan pháp bất nhị thành. Đúng mày, đánh. Trời mà. Ơi, quý ông nơi tay đừng đánh đập. Tội này của tôi gây anh chị tôi vô can. Thằng ba gian ra. Gian ra mày. Mày là cô rách áo ồn. Ừ. Ai thèm bắt mày cho nhà nước tốn cầu. Dạ có 100 lượng bạc xin quý ngài thu nhận. Thôi anh xả cất đi để tôi xem xét rồi rồi làm lời khai cho nhẹ nhẹ. Mà dù nhẹ gì cũng phải ở tù chung thân khổ sai nha mày. Ở sát nhân phải đền mạng à. Kêu dân tuần lại lâu nó ra đây công sở, mau lên. Đi. Quý ông ơi, xin quý ông hãy bắt tôi đi, vì chính tôi đây mới là thủ phạm, đừng bắt anh tôi phải chịu oan tình. Trước mặt quý ông tôi xin nhận tội của tôi làm. Việc sát nhân anh tôi không hay biết, xin đừng bắt người vô tội phải chịu hàm oan. Giả lại từ trước tới nay anh tôi lúc nào cũng quý mến quý ông, sao quý ông không nghĩ tình bạn cũ mà ra tay che chở. Xin đừng để anh tôi liên lụy, tôi đã gây ra tôi xin chịu một mình. Cái thằng nói ngay quá ta. Bộ mặt mày mà sát nhân cái gì?
mày thấy mặt anh mày hay không? Mặt có cô hồn vậy mới dám giết người hả chứ? Cầm cái thằng kia dẫn đi đi anh em. Ý kìa, quan huyện tới kìa, giang ra anh em. Giang ra anh em, giang ra. Việc gì vậy thầy xã với thầy hướng quán? Dạ bẩm quan lớn, thằng Hai Kỳ đó nó giết người rồi đem chôn sau bụi chuối á. Mấy chú thấy rõ ràng không? Dạ thấy rõ ràng. Anh em tôi thấy rõ ràng, vợ chồng nó vừa khiêng tay ma mà vừa kể lễ khóc thằng ra vườn chuối đào lỗ đàng hoàng rồi nó lắp lại. Dạ lắp lại liền. Vậy ha. Dạ. Được rồi. Vợ chồng chú kia. Dạ. Sao lại dám giết người còn muốn phi tang để qua mặt xóm làng chức việc vậy hứ? Vợ chồng cái thằng này nó ghê lắm nó quan lớn à. Ghê lắm quan lớn ơi. Dạ xin quan lớn xét lại. Vợ chồng tôi từ trước đến giờ làm ăn lương thiện, đâu có dám khinh thường phép nước luật quan. Thôi đi, đừng có chối. Vậy tại sao thầy xã nói rõ ràng bắt gặp vợ chồng các người đem chôn ai sau bụi chuối á? Dạ thưa, vợ chồng con có đem chôn thiệt. Mà điều không có phải chôn xác người ta. Không lẽ xác bí á tao hả? Ông im đi để tôi nói nè. Im gì? Dạ đó là xác con chó, còn nó bị bệnh mấy bữa dài. Trời đất quỷ thần, nó đã giết người ta. Giết người ta rõ ràng. Rồng hồng nói là con chó. Dạ nói thiệt chứ, trước quan lớn tôi đâu có dám nói dối. Thôi được rồi, dân tuần đâu? Dạ. Nào cái huyệt này lên. Nào lên hả, lát nữa đầy bầy sẽ rõ trăng đèn. Giết người còn nói láo là cả nhà bầy tử hình. Tử hình liền á. Nào lên đi. Nào lẹ lên đi. Nào lẹ lẹ lên đi. Xong rồi hả bầy? Dạ. Mở về. Mở về. Vỡ mền chiếu ra coi. Dạ. Có giống gì trong đó? Dạ. Dạ bẩm quan, sau lớp mền chiếu rách đúng là xác con chó cò. Trời. Trời chết rồi, rồi anh Hương Quảng ơi. Thôi anh chết thì tôi cũng chết theo. Thầy Hương Quảng. Dạ. Thầy xã. Dạ. Đã mang danh là dân chi phụ mẫu mà còn ăn nói hồ đồ. Dạ, hồ đồ. Vậy cảm phiền hai vị mặt lớn tay to về công sở đặng ta hỏi tội. Dạ. Trời đất ơi, ở đời tại sao lại có người đàn bà thâm hiểm quá tay, độc hơn dịch tim lai và còn ghê hơn thịt ngầm. Hai đứa khi không lại mang tội cáo gian để hãm hại dân. Anh ta ơi bởi ngã tánh vô lương nên mình nằm mới hại mình. Gặp phải ông huyện vô tư chánh trực, hai đứa không ở tù cũng lột áo phơi râu. Mưu ngã sâu thì hòa cung ngã sâu, thiện ác đau đầu đừng khóc đừng than. Hôm nay thiền bất dung nghi gian, đã bia tiếng xấu còn mang tội tình. Thiệt là xui quá anh Quảng ơi. Tại anh nói anh thấy rõ ràng nên tôi mới hùa theo anh đó chứ. Ai biết biết như tưởng là nó chôn thay ma chết. Ai về nó chôn xác con chó cò. Đó, mình có sáng mắt ra chưa? Bè bạn tử tế của mình đó. Toàn là bọn điếm đàn xôi thịt, nói ai vua theo tiệc rượu miếng ăn. Nghe nhà nào có vỗ quẩy kỵ con mới là cả bọn ngon men lết tới à. Trước quan lớn thì khom lưng uống gối, mà gặp dân quê là hống hách kêu căng. Khi bình yên thì nịnh nọt kiếm ăn, lúc hữu sự trở mặt liền lập tức à. Chú ba là tình thâm thủ túc, lúc uống cùng mình ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy mà trong khi mình gặp quả gửi tay bay, chú lại can đảm đứng ra nhận tội. Chú ba ơi, xin chú đừng hờn giận một người anh thiên tí đã quên câu huynh đệ chi tình. Con người ta ai
có chị hai chú nên giờ anh sáng mắt, biết cho riêng chồng nên anh đã biết ăn năn. Chú hãy theo anh vào trước bàn thờ cha mẹ tổ tiên, đốt nén hương để anh tạ lỗi. Kể từ đây anh thành tâm cái vui, dù ngàn năm không ghét có em. Đó, anh hai em gái rồi đó. Bây giờ tới chú ba đi. Chú bước tới trước bàn thờ tổ tiên gái lại đi chú ba. Cầm nén hương đứng trước bàn thờ cha mẹ, em nghe ruột như gan đau như ai thét ai dằn. Cùng hòn máu chia đôi mà ai ghét bỏ sao đành. Nhớ thở nào như đàn gà con chiêu chích dưới đôi cánh mẹ, nhớ lúc cùng nô đùa mẫu bánh cũng chia đôi. Còn sống đây mà lo sâu xé lẫn nhau, khi tử biệt nhớ thương thì đã muộn. Dù anh xử tệ với thằng em có khổ, nhưng thằng làm em cũng không giận. Phấn khói hương đưa rưng rưng ngấm lệ nhòa, tưởng như hồn cha mẹ hiện về đây chứng kiến huynh đệ vui sống như xưa. Tình thắm thiết lâu dài như thơ ấu qua rồi, cùng vui đùa ba chị dâu hiền đức, anh em mình mới còn được ngày nay. Nhân tâm thế sự đổi dời, sáng mắt ra rồi tôi